chẳng chia đầm bóng khi mà xong mòn cái group nâng chìm dịch xua phải mất tu tên chân rùm tiền mất tiền học đi và nó không bằng đài xong cùng YouTube cho tì group nâng kê tì đọc án và cùng phải thử mấy bóng cảnh chân này mà history mà nó không chân này mà history thằng này cứ bác nhóm bạc nâng lực dục nâu bác bó rộng miền mối cứ tiện tôn tên nâng chi vẹn bộ vật và rộng bọc lô phần thị trà nét cơ sở bộ đấy bình giả khôn và một trái đồng đề cho nó nế hay tiện tôn tên nâng bộ vật và xung khai bạc bộ vật rụp xung khai bộ quả nâng cứ clay tê và mình chưa về tê và hay môn nâng nhóm bạc phương cài chụp liệp chú nâu chi vẹn bộ vật đó xung khai bộ quả chúng bạn có xong thời ca cho luôn để tục bài giảng kiềm cấm và đòi quạt phong đá để quạt cứ chia về lại chuẩn rút để bàn mình so tục nếu ở sân đại giảng tràn và chuẩn và chỉ chuẩn máy và con chào máy nâng và tê cam chia thành một phong đá đấy nhé nhưng sau mà buông xuống có đôi chia tự chuẩn chuẩn phục đùm luôn vì nhìn khăn bỏ qua đang ai và bàn sắp hay đừng bàn ngọc và phong đá bất chấp mọi khát về lý do nhưng người ta chỉ biết chú nào chỉ biết pro vật đó xong khai play và bỏ qua tạm đoạn bài chắc là dùng từ lưu tầm qua Facebook và Amazon Cambodia và cứ miền tốc dân phim crom và đào cho tôi bàn đầm năng thá và một đoạn menu và rút lùm đạp lại chết nẹ tiết cư lục lực thị trà nên có sao lúc đây bình sạc hơn bạn được tôi một nạp hiếp nốt ngày nít và đào cho riêng biết không chứ mình dụ bài sắp nằm và cô bên chợ đại thà lục cát nấu không chín năm một quan làm buồn rồi sai sấp bà hay chín năm chụp lau cá cứ nấu chín năm một quan làm buồn rồi sai phạm nấu không bảy tầm bốc sọc xịt sơn thô khát cầm phong cha bà chắc nấu chín năm một quan làm buồn rồi sai tập làm bấy lục bàn plát một run nấu thì còn phong phính hai bàn sắc xa nấu sả là cầu mà than vọt rồi dù vùng nâng bàn to tơ sả là vật thầm sắc xa chặn rề nấu bỏ hai bẹ cần đà bà tôi sử vọt cho năm một con và một hạ sấp lúc ban cho riêng nâu sẽ là khảo chiếc chia sẻ chùm nguồn tí bí đại miền lục hong thôn hạ chia sẻ thập nước sở lá nâng chìa cừu lục ta tòa phòng ca bị trong sầm mây sẵn cung để dùng lục lọp cho rùm sầm đánh dị kê rương tùm tiêu đó là bảy bán đó chắc anh ra chiếc bà chẳng cư miền rụp nó phần cầu nữa nên học này ai chắc là bạn bà cõi chân nam một quan phạm bùa chật sập phạm bùa lục miên chấm niên ai cái tê chỉ sa này là khâu này dưới nấy lại phù mình chật sập bạ phần tai lục co sầm đai chỉ tu mình nục chả bạc nông là khâu bà xã y kế nâng phiệp dôn chấm riêng khảo kê phòng đài tu ông đài phu ở lục lục bay chính kê nông chỉ vật sập bạ nó cứ tu ông ta chủ chỗ nông phiệp dôn riêng bệ mà hà vui sơn đo chỉ đọ nông đào tu sập vật thì cao sấp đài phải chỉ phù vật mai phải chán nâu tài tròn chám bột miền đồn ná xâm đài tù ổng ní xóm chiêng lục tàn tì chẳng bây mật tù tên chốn bà ní cư chìa bà chì bạc bà vọt tờ thông khai bà bà mà hà bà tì cha bà cô xò là bộ đấy bình giả khôn bà chẳng cư quạt tươm tài bà thật tù là một nạp hiệp bà thầm mây tì bạn chẳng cứ dùng châu rùm sọc đài phòng đá đại dương bạn bắt bóng và vì đã sợ là có mẹ tiền hời bà hãy môn nâu bà cả đại cột nâu rút bà cứ cột bàn bật xoal tục nâu sạc đại dịch trán bà nó cứ cột bàn bật xoal tục nâu xài bị đặc ô bà chỉ bà lạc nặng chỉ kê bà xâm đánh bà chỉ kia tu cài bị ca bà chỉ xài phim dùng về sản đo bà chẳng phải đại dân lịch lộn những cái con tổng bay những cái con đa chìa tu ta chủ trụ bà không về sản đo rương về sản đo chỉ đọc phòng này bà đại chìa rương muối thật là không chết bỏ cực phút bà vào phòng này bà chẳng có nó phải mật tôi thấy chốn bà tại tôn tình năng chỉ gặp robot sang khai play bà rộng bọc ông nhà bệnh cha liệt cơ sở ở đây bình sạc khôn và đại khi mà bàn chụp điệp chung về mật tư này chốn rùm cho mật theo nguyên này bên ít cứ sau này mọt đã chọc bà phát sân chỉ miền cả khó con và đòi bà cả nàm mũi nó xông mê tả cụ hỏi khi mà bóng chọc trong cõi cứ sau này mà xông chụp chụp bò chụp chơi sau đây xuất đây và cho cả miền tất đo lưu sau đây nhìn cả nhà bệnh mật tư tiết này chốn rùm cho mật theo học ní và hay chịu xét cứ thay ra xa tộc kiếp học ní bóng thay và
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាបាទ